là bán được máy là thêm một cái máy đấy, bán được là cửa hàng bán cuối cùng liên tục T470. Con này là T470, con này là hàng xuất xưởng cuối 2019, mới có bảo hành một vài tháng nữa tại rừng Mỹ. Con này là lớp niêm phong, cái đây niêm phong nên nó vận chuyển nó bị rách, bên trong còn lớp niêm phong nữa nên yên tâm. Còn con này rách ngoài, bên trong thì còn hai cái vỏ cả. Không bạch như thế thôi. Đúng rồi. Công suất nó bằng nhau. Cái này là pin bên ngoài, đấy là ốc ngoài. Pin ngoài, bên trong nó có một cái công suất nó bằng. Không mình mắc không cần đi tiền vẫn bảo được, vẫn dùng được. Hai pin. Cùng đó. Đây cái bóc rồi, tiền nó sợ. Sáng bạc bên trong, kem chống nước giả. Bây giờ gọi là phần nó mỏng lên mặt cho trắng luôn mà. Sờ tay thích không? Sờ mặt màng vẫn chưa. Cái đồng trinh. Đấy, bảo gái đồng trinh bóc. Anh vừa bóc tem. Lát mưa đầy hoa. Khó rồi. Mà tháo được pin thì sao mình thích cái kiểu đấy. Con này cầm Thunderbolt này, USB này, cầm sáng. Bên này có HDMI này, cặc mạng này, 3 USB, HDMI cặc rơi. Rất đẹp. Cắn răng cắn lợi. Con này thích cái là cái sạc của nó, cầm dòng này sạc nó nhỏ. Con sạc kia đó, tôi nói không, sạc của con bờ kia nó này này. Đấy, bây giờ mới bung pin. Đây là nhận dạng giọng nói này. Your
current region is set to the United States. Is that right? Yes. Yes. Pick phát mình nói nghe chưa? Your keyboard is set to US. Want to stick with that? Pick phát mình nói. Yes. Do you also type with another keyboard layout? Skip. Now let's get you connected to a network. That way. Next up, the legal stuff. Cái này không cái phần giọng giọng nói không type what you want to name your account. Bởi vì mình em nó lọc người làm sao nó mới nhận ra được. Rồi phát âm không chuẩn rồi. À, tên gì để bỏ? Tao Đăng Hữu. Ê, từ từ với hoa thì các thứ này nó phải đúng chuẩn. Hey, look, that's me, Cortana. Can I have permission nhưng to use the new password? These are the settings Microsoft recommends. Go ahead and review them and select accept when you're ready. Your device manufacturer would like your contact info to send you updates and such. Almost done now. We just need to get a few more things polished up for you, and Windows will be all yours. Looking forward to helping out. Chơi nick chơi gì cơ? Why? Chơi gì cơ? Còn lại để dạng chung máy để vút vút lên vút xuống xem đọc tin thôi. Đọc tin xem sách. Thế thôi. Qua con cây xong bộ mà hắc ám cây dùm sẽ bị phê. Sau tiên phim hóa hình. Phim hành động hay là phim vũ trang hoạt hình à, hoạt hình hoạt hình cho người lớn một góc nhìn khác với Tây Du. Tây Du à, hát ám Tây Du hài lòng em lúc đó thì lúc đó có 6 tiếng bộ full anh xem hết 6 tiếng cơ một ngày làm việc thì gọi là chơi chứ ăn này cân bì cân bì phim hiện đại à. Không nó nói thì kiểu một góc nhìn khác của về Tây Du ấy, nó tác giả khác ấy, hay vậy. Nhiều khi cạnh mình đọc cũng thấy ngộ hơn. Rồi, giới thiệu thế thôi, quay đi rồi, giới thiệu thế. Cái này đang bung win. Con này còn chỉ còn đúng một chiếc. Dây sạc rồi, xin chào, cảm ơn.